Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tự Cổ Chí Kim. Đại tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Trà, nổi tiếng là vị tướng dạn dày trận mạc, gan góc, thông minh, với những trận đánh bất ngờ táo bạo đã làm kẻ thù khiếp sợ. Hơn nửa thế kỷ chinh chiến, ông đã trải qua mọi thang bậc, vị trí của người lính, từ những cấp bậc như chiến sĩ liên lạc, tổ trưởng ba người, cho đến cán bộ cấp sư đoàn, quân khu, rồi tổng tham mưu trưởng, thứ trưởng, bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn những câu chuyện thú vị ít người biết về Đại tướng Ba Trà. Bỏ đá vào quần để xin nhập ngũ. Đại tướng Phạm Văn Trà sinh ngày 19 tháng 8 năm 1935, quê ở xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Trong một trận càn của quân Pháp năm 1952, cha của ông bị giặc bắn gãy chân, chú của ông bị bắn chết. Một năm sau, trong một trận càn khác, giặc xông vào nhà, cha của ông bị gãy chân không chạy được, bị chúng xả súng bắn chết tại chỗ. Lúc nghe tin dữ, ông đang cùng với đội du kích trong làng chống càn. Ông vội vã chạy về, đau đớn bế người cha còn ấm nóng trên tay, nuốt nước mắt hứa với cha là sẽ vào bộ đội, trả nợ nước thù nhà. Ngay sau đó, khi mới 17 tuổi, ông đã tự nguyện xin nhập ngũ. Xã không nhận với lý do là thiếu tuổi, lại thấp bé nhẹ cân dù đã mang thêm đá vào người. Phạm Văn Trà lên tỉnh, tỉnh cũng không đồng ý. Không nản chí, ông quyết lên quân khu xin tham gia chiến đấu. Vì chiến trường đang cần người nên ông may mắn được nhập ngũ. Ngày 19 tháng 8 năm 1953 trở thành ngày mà ông không bao giờ quên. Đó là ngày chính thức đứng vào hàng ngũ quân đội, được cầm súng đánh giặc. Sau khi nhập ngũ, Phạm Văn Trà là một người cộng sản kiên trung, luôn nêu cao tinh thần quyết chiến quyết thắng, tuyệt đối trung thành và đi theo con đường của Đảng và Bác Hồ vĩ đại. Sự gan dạ, dũng cảm, mưu trí của ông đã được bộc lộ từ những trận chiến đấu vỡ lòng trên quê hương Kinh Bắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Thời điểm đó, ông thường xuyên được giao đảm nhiệm vị trí nguy hiểm nhất là ôm bộc phá đánh hàng rào và lô cốt đầu cầu. Bản thân ông cũng bị thương nhiều lần, nhưng ông không hề run sợ. Nhờ tài thao lược và sự mưu trí, ông đã lần lượt được phong nhiều cấp bậc, từ một anh lính thông tin năm 1953, rồi sĩ quan quân giải phóng miền Nam năm 1964, trung đoàn trưởng trung đoàn 1 quân khu 9 năm 1973, tham mưu trưởng sư đoàn 4, sư đoàn phó kiêm tham mưu trưởng sư đoàn 330 quân khu 9 năm 1975 đến 1977, sư đoàn trưởng sư đoàn 330 tham gia chiến đấu tại Campuchia năm 1980, phó tư lệnh mặt trận 979, phó tư lệnh quân khu 9 năm 1985 đến 1988, tư lệnh quân khu 3 năm 1989 đến 1993. Từ tháng 12 năm 1995, ông là Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đến tháng 12 năm 1997, ông được phân công giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông được phong hàm Đại tướng vào năm 2003. Kỷ niệm lần suýt chết và hành trình tìm kiếm ân nhân cứu mạng. Hơn nửa đời trong quân ngũ, đã không biết bao lần trải qua những thời điểm thập tử nhất sinh. Có một kỷ niệm mà Đại tướng Phạm Văn Trà không bao giờ quên. Đó là lần ông bị thương trong trận đánh tiêu diệt gọn tiểu đoàn 3 thuộc sư đoàn 21 quân đội Sài Gòn ở xã Long Phú, huyện Long Mỹ, Cần Thơ vào cuối tháng 10 năm 1966. Câu chuyện được ông kể lại nhiều lần trên báo chí như sau. Một quả pháo địch nổ cách tôi hơn chục mét, bùn đất phủ kín người, tai tôi ù đặc, chân bên phải đau nhói, một mảnh đạn pháo đã làm mẻ một mảnh xương cổ chân, tôi không thể nào đi lại được. Người còn lại bên tôi lúc này là chiến sĩ liên lạc, cố dìu tôi ra giữa đồng. Đồng chí liên lạc đi khỏi, Phạm Văn Trà cố lết thêm một quãng xa bờ kênh, hướng về một ấp gần đó. Nhưng sức kiệt dần, phần vì đói khát, phần vì vết thương ra nhiều máu, nhức nhối. Hai tay chống về phía sau, cố ngồi cho vững, chân bị thương máu đã đông lại tím bầm. Trong đầu ông Trà suy tính miên man, đó là làm cách gì để vượt qua lần lâm nạn này. Đúng lúc ấy từ xa, ông thấy có một cậu bé chừng 10 đến 12 tuổi theo lối bờ ruộng tiến về phía mình. Cậu bé đó đã mang đến cho ông một chiếc thúng đựng một gói xôi, nửa con gà và một bình nước. Ông xúc động, bất giác nhớ đến chuyện cổ tích có ông Bụt hiện lên cứu giúp mà ngày xưa mẹ thường kể. Cầm miếng xôi đưa lên miệng, nước mắt ứa ra. Khoảng nhá nhem tối, cậu bé cùng với một phụ nữ, sau này ông Trà biết là mẹ cháu, ra dìu ông về nhà. Nhà vắng bóng đàn ông, nhưng vì tế nhị, ông không dám hỏi. Biết đâu chồng chị là lính ngụy thì lại chật chớ trêu. Ông đề nghị chị giấu ông ở ngoài vườn thì tốt hơn. Chị nhìn ông rồi trả lời rành rọt. Không được, anh ra khỏi nhà là bị bắt ngay. Bây giờ anh đang bị thương. Tôi không biết đơn vị của anh ở đâu. Anh ở tạm trong hầm tránh đạn pháo trong buồng. Nhà tôi nấu rượu,
lính đồn ra vào mua rượu thường xuyên. Anh đừng ngại, tôi quen hết lượt bọn họ. Ông không hỏi tên, nhưng nghe loáng thoáng tên mọi người gọi chị là Sáu Gương. Hàng ngày chị lo cơm nước, rửa nước muối vết thương cho ông. Đến ngày thứ 6, vết thương bị nhiễm trùng bắt đầu mưng mủ. Ông năn nỉ chị để ông ra đi. Nhờ chị đưa tôi đến chỗ nào địch hay dùng phi pháo, máy bay đến bắn phá, nơi đó là đơn vị tôi. Nhờ quen biết lính đồn, chị đưa ông qua các trạm gác của địch. Đi cách ấp khoảng 6 km, gặp du kích, chị gửi ông cho họ rồi quay về. Ông được đưa đi chữa trị, một tháng sau thì vết thương lành. Ông trở về đơn vị trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh em ôm chầm lấy ông, ai nấy đều tưởng Phạm Văn Trà đã hy sinh. Tôi đã kiếm, tìm rất nhiều lần, kể cả khi còn chiến tranh, cả khi đã làm đại tướng. Suốt đời tôi mang nợ người ấy. Để tìm kiếm hai mẹ con ân nhân đã cứu mình năm đó, Đại tướng Phạm Văn Trà đã nhiều lần kể lại câu chuyện này trong các buổi trò chuyện, phỏng vấn trên báo chí truyền hình. Thậm chí đăng tin tìm kiếm ân nhân trong chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Mãi đến tháng 7 năm 2006, tức là tròn 40 năm sau, ông mới tìm được hai mẹ con chị Sáu thông qua tin tức của tỉnh đội Sóc Trăng. Sau đó ông đã đến tận nhà họ ở ấp Ngã Năm, xã Vĩnh Cuối, huyện Thanh Trị, Sóc Trăng để thăm và cảm ơn họ. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đầu tiên đến thăm nước Mỹ. Năm 2003, sau khi Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ, Đại tướng Phạm Văn Trà là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam đầu tiên đến thăm Mỹ. Trong cuộc trò chuyện ở Viện Chiến lược, người Mỹ, trong đó có nhiều tướng lĩnh quân đội lão luyện, đã dành cho Đại tướng Phạm Văn Trà 17 câu hỏi trực tiếp, hoàn toàn nằm ngoài sự chuẩn bị của ông. Trong đó có 3 câu hỏi được ông đánh giá là hóc búa. Câu thứ nhất, người Mỹ hỏi: vì sao khi nhắc đến tên Việt Nam, người ta hay nói đến sức mạnh của người dân Việt Nam? Đại tướng Phạm Văn Trà giải thích ngắn gọn như sau: trong thế kỷ 20, dân tộc Việt Nam luôn phải đương đầu với các cuộc chiến tranh, chủ yếu do thực dân Pháp cai trị, người dân vô cùng cực khổ. Sau khi giành được độc lập năm 1945, Bác Hồ cùng với chính quyền đã tập trung diệt giặc đói, diệt giặc dốt cho dân và tiếp tục chống giặc ngoại xâm. Người dân thấy chính quyền bảo vệ dân, ủng hộ dân như vậy, nên người dân thấy rằng phải yêu mến chính quyền, yêu mến chế độ. Do đó, nhân dân đã cho con cháu mình đi bộ đội để bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ. Chính quyền biết lo cho nhân dân sẽ bảo vệ chính quyền và chế độ. Từ đó tạo nên sức mạnh của người dân Việt Nam. Câu hỏi thứ hai là: tại sao đoàn của các ông lại đến thăm đài tưởng niệm cố Tổng thống Washington, Tổng thống đầu tiên của Mỹ? Tướng Trà đáp: chúng tôi rất quý trọng cố Tổng thống Washington. Bác Hồ của chúng tôi đã lấy một câu trong tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ, vào bản tuyên ngôn độc lập của chúng tôi. Đó là câu: tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Câu đó phù hợp với dân tộc chúng tôi, chính vì thế chúng tôi quý trọng và đến thắp hương tưởng nhớ. Sau khi ông trả lời xong câu thứ hai, rất nhiều người Mỹ đã vỗ tay tán dương. Câu hỏi thứ ba: tại sao các ông luôn nói các ông quan tâm đến người dân nhưng kỳ thực không có quan tâm? Họ dẫn chứng đi từ Mục Nam Quan, Lạng Sơn đến mũi Cà Mau phải một tháng trời mới tới do đường xá quá xấu. Tướng Trà liền hỏi lại: thế các ông đi năm nào? Họ nói là đi năm 1985. Tướng Trà trả lời: trong thế kỷ 20, chúng tôi chỉ có 11 năm hòa bình. Từ đầu thế kỷ đến năm 1945, dân tộc chúng tôi bị thực dân Pháp cai trị. Từ năm 1945 sau khi giành độc lập, dân tộc Việt Nam lại phải bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp đến năm 1954. Sau giai đoạn 1954 đến 1975 là thời gian kháng chiến chống Mỹ. Từ năm 1975 đến 1989 là cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Tây Nam và phía Bắc. Tôi nói rõ như vậy để họ thấy rằng, thực sự trong thế kỷ 20, Việt Nam chỉ có 11 năm hòa bình. Tôi nhấn mạnh là nếu được hòa bình như nước Mỹ, có lẽ chúng tôi cũng sẽ không kém gì. Đất nước tôi như vậy là do chính các ông, chứ không phải do chúng tôi. Xây chùa, lập quỹ khuyến học. Một đại tướng bình dị, gần dân và mang tâm hướng Phật, đó là hình ảnh nhiều người biết đến của Đại tướng Phạm Văn Trà sau khi ông nghỉ hưu. Thời gian thảnh thơi, ông thường xuyên đến cửa Phật làm nơi tịnh dưỡng, nói chuyện Phật Pháp, đạo, đời và gần gũi với bất cứ người dân nào khi họ bắt chuyện cùng với ông. Với danh tiếng và uy tín của mình, Đại tướng Phạm Văn Trà đã hoàn thành ý nguyện vận động mạnh thường quân, doanh nghiệp, Phật tử khắp chốn xây dựng 6 ngôi chùa ở miền Bắc và 7 ngôi chùa ở miền Nam. Trong đó, ở miền Nam tiêu biểu là Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, thành phố Cần Thơ, Thiền viện Trúc Lâm Bạc Liêu. Ngoài ra,
Đại tướng Phạm Văn Trà cũng dành sự quan tâm đặc biệt lớn cho thế hệ tương lai của đất nước. Tháng 12 năm 2010, ông đã sáng lập và trở thành chủ tịch danh dự của Quỹ Khuyến học Khuyến tài Phạm Văn Trà. Tính đến hết năm 2023, quỹ đã thu hút nhiều tổ chức cá nhân tham gia đóng góp, xây dựng và huy động được số tiền lên tới hơn 120 tỷ đồng. Quỹ đã khen thưởng gần 6.000 cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc với tổng số tiền khen thưởng tính đến nay là 26 tỷ đồng. Những năm qua, Quỹ Khuyến học Khuyến tài Phạm Văn Trà đã phát huy vai trò quan trọng trong công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Tự Cổ Chí Kim trong video vừa rồi. Hãy ủng hộ ekip sản xuất của chúng tôi bằng cách like và đăng ký kênh, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những sản phẩm mới nhất và thú vị nhất trên kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!